Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Tomato Hường. Hường chia sẻ chủ yếu về Affiliate Marketing. Video này hướng dẫn các bạn làm thumbnail YouTube đẹp, xuất sắc và nhanh nhất nhờ công cụ tên là Canva. Nếu chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận những video chia sẻ khác về tiếp thị liên kết Affiliate Marketing kiếm tiền online mới nhất nhé. Đầu tiên các bạn truy cập vào canva.com. Ở đây các bạn có thể thiết kế rất là nhiều thể loại ảnh, bao gồm là bài post Instagram, video, Facebook hay là logo, những cái bài post trên mạng xã hội, Facebook ảnh bìa vân vân. Và đặc biệt ở đây các bạn có thể thiết kế ảnh thumbnail của kênh YouTube rất đẹp và nhanh chóng. Vào đây thì các bạn kiếm một cái công cụ tên là YouTube Thumbnail. Ở đây các bạn sẽ thiết kế YouTube Thumbnail nha. Tới đây thì các bạn có thể bắt đầu thiết kế được rồi. Tuy nhiên, để hình ảnh các bạn thiết kế không bị mất đi, lần sau các bạn truy cập vẫn còn những hình ảnh đã thiết kế, thì bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập, tạo một tài khoản trên Canva rồi đăng nhập miễn phí để lưu lại những cái tác phẩm sau khi các bạn đã thiết kế. Các bạn bấm vào Sign Up, rồi Sign Up with Google, rồi chọn cái Gmail mà mình muốn đăng ký đấy. Như vậy thì chúng ta đã đăng ký xong và lần sau truy cập lại thì vẫn còn những tác phẩm của mình. Đây là bản Canva miễn phí. Đương nhiên là mình có thể nâng cấp lên bản Canva Pro để sử dụng những cái tác phẩm tuyệt vời hơn và phải trả phí mỗi tháng hoặc là trả mỗi năm. Tuy nhiên là bản miễn phí đẹp lắm rồi. Các bạn biết thiết kế là chỉ cần miễn phí thôi là đủ cho các bạn làm thumbnail kênh YouTube, không cần phải quá cao siêu, và trên Canva thật sự là rất là thoải mái cho các bạn sử dụng. Ở đây có khá là nhiều template, chọn một cái nào các bạn thích, cái kiểu nào các bạn thích. Ví dụ các bạn thích kiểu này, bấm vào đây. Có chữ free ở đây. Free ở đây thì có nghĩa là các bạn được sử dụng miễn phí. Một số cái phải trả tiền mới được sử dụng. Ví dụ cái này không có chữ free có nghĩa là phải trả tiền, khi mà bấm mua. Các bạn sẽ thấy có những cái đường ở đây, có chữ Canva ở đây, có logo của nó, có nghĩa là hình ảnh này các bạn không được sử dụng. Ok, bây giờ các bạn sẽ bắt đầu thiết kế. Đầu tiên mình thay cái hình này. Mình có thể thay hình này thành hình của mình hoặc hình của sản phẩm mình muốn quảng bá, hình của cái chủ đề mình muốn nói. Hình có thể là hình của cái bài tập yoga, hình của cái xe hoặc cái gì mà mình muốn nói. Ok, bây giờ mình có thể là upload nó lên. Bấm vào cái chữ upload này nè, tải cái hình từ máy tính của mình lên, bấm vào device. Rồi chọn một cái hình bất kỳ, ví dụ chọn hình này đi. Bấm open nó. Ok, mình delete cái hình của này đi. Rồi chọn một cái element khác, một cái yếu tố khác. Ví dụ như mình sẽ chọn là black. Gold. Tức là nó có những cái background màu gold, màu vàng gold. Black gold. Gold background đi. Chọn cái này đi. Rồi cho nó vào phía sau, bấm background. Chị hết chữ rồi. Ok, bấm vào upload, lấy cái hình mình bỏ vô. Rồi. Các bạn có thể kéo cái này cho nó bự ra. Rồi ok, mình có thể là đổi màu nền để cho nó giống YouTube. Bấm vào màu đỏ đi. Cái này cũng là màu đỏ. Cái nền màu đỏ mới đúng. Rồi ok, cho nó chữ thẳng lên. Chữ thẳng lên. Rồi ok, xóa cái này đi, nếu không cần thiết, xóa xóa đó. Rồi bây giờ mình có thể thêm chữ. Ở đây có rất là nhiều kiểu chữ. Miễn phí thì nó để chữ free. Rồi mình cũng có thể là đổi cái kiểu chữ bằng mình bôi đen nó, xong mình chọn kiểu khác. Đây chẳng hạn. Hoặc là này. Hoặc là này. Đấy, các bạn có thể đổi kiểu khác nếu muốn. Bây giờ nếu như các bạn muốn biến một cái hình thành một cái hình nó trong suốt giống như bên này thì rất là đơn giản. Bấm vào Remove Background. Vào cái Remove. Đây, chấm DG. Rồi up cái hình đó lên. Máy tải xuống đây. Bấm open nó. Ok, nó đã remove vào download nó xuống. Các bạn có thể làm với hình của các bạn. Rồi bấm up nó lên. Device up nó lên. Có chữ remove nè. Tức là nó đã remove rồi. Open nó. Như vậy thì hình này mình đã remove rồi nè. Trong suốt như thế này. Tùy. Còn các bạn muốn thêm cái viền thì mình có thể tải một cái app trên điện thoại hoặc là dùng Photoshop. Cũng khá là nhanh. Ok, mình vừa hướng dẫn xong là remove.
Bây giờ các bạn muốn thích cái kiểu khác thì mình cứ thoải mái lựa chọn kiểu chữ nè, kiểu thanh lịch nè, rồi kiểu hình up lên, rồi các kiểu về các những cái yếu tố khác như hình tròn, vuông, đồ này nọ, hầu hết những cái gì các bạn cần các bạn bỏ vào đây. Ví dụ như money, các bạn search từ money thì nó sẽ ra đồng tiền cho các bạn bỏ thêm vô. Ví dụ như mình cũng có thể thêm vào đây có một đồng tiền cho đẹp. Đấy, cũng được. Ok, như vậy thì sau khi thiết kế xong, mình có thể chọn màu sắc đậm nhạt, nghiêng, rồi nhạt này nọ các kiểu, điều chỉnh ở đây khá là dễ, nên là các bạn tự khám phá là cách để các bạn nhớ nhanh nhất. Bây giờ sau khi thiết kế, các bạn bấm vào cái chữ tải xuống. Nên là tải JPEG thì cái này nó dễ đăng lên website này đó, nó cũng nó load sẽ nhanh hơn so với BNG nha. BNG nó nặng hơn, chất lượng cao hơn, còn cái này chất lượng thấp hơn, tùy vào mục đích sử dụng. Nếu mà làm thumbnail YouTube thì thường thường sẽ lấy JPEG là được rồi. Rồi bấm download nó xuống. Như vậy thì đã hướng dẫn làm thumbnail, thì đây là cái file mình vừa mới tải xuống. Bây giờ mình sẽ tải nó lên làm thumbnail. Tuy nhiên là ở đây có khá là nhiều cái phải trả phí nha các bạn. Này phải trả phí, đây là cái bản pro phải trả phí. Nên Hường mới tạo ra một cái trang gọi là trang thành viên. Trang này thì có khá là nhiều công cụ, bao gồm cả Canva Pro. Trang này có công cụ làm video bản quyền miễn phí này, công cụ làm intro, outro, làm một cái video hoạt hình, làm một video có giọng đọc, làm video bằng Camtasia bản quyền, video bằng Explendio bản quyền, có khá là nhiều công cụ bản quyền ở trên đây. Khi mà các bạn mua riêng một mình á thì sẽ khá là mắc, còn ở trên đây thì mình mua cho một nhóm người xài chung. Nên là các bạn có thể tiết kiệm chi phí khi mà chúng ta chưa có thu nhập cao ở trên Internet bằng cách là đăng ký vào trang thành viên để cùng tham gia vào cái việc sử dụng chung một số tài khoản để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Thì các bạn có thể đăng ký tại tại cái link mà Hường để trong phần mô tả. Bấm vào cái OK tôi muốn tiết kiệm thì các bạn sẽ đăng ký ở đây. Đây là bảng giá của Canva.com bản quyền. Thì nếu miễn phí thì không tốn tiền, đây là bản Pro thì phải trả 119,9 đô một năm. Đây là doanh nghiệp. Thì nếu như các bạn tự dùng một mình thì nó là 119 đô một năm cho cái việc thiết kế ảnh thôi. Nếu như muốn đẹp, muốn sang hơn, muốn đầy đủ các kiểu. Còn nếu như các bạn dùng chung trên trang thành viên thì các bạn không phải đóng phí nữa. Các bạn chỉ trả một lần một khoản phí rất là bé khi mà việc sử dụng chung những cái tài khoản, những cái công cụ làm Internet Marketing với một số bạn khác. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem tài khoản bản quyền nha. Đây là một trong những tài khoản bản quyền mà chúng ta sẽ cùng sử dụng chung một vài người. Có khá là nhiều background mà ở trong cái free chúng ta đều phải không được sử dụng. Nhưng mà đây, tất cả những cái bản, những cái tham lệch này chúng ta đều sử dụng thoải mái, toàn bộ đều miễn phí cho chúng ta hết, rất là tuyệt vời, khá là đẹp đúng không các bạn? Nên là ngoài cái việc sử dụng Camtasia bản quyền sử dụng ké thì chúng ta sử dụng ké chung ở một số cái công cụ khác nữa. Hãy tham khảo trang thành viên này để các bạn tiết kiệm rất là nhiều lần chi phí, ít nhất là 15 đến 20 lần chi phí so với một mình bạn sử dụng. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.